Rồi cảm con nghe được ạ. Như vậy theo cái phát xung cái cả cái tổ hợp xung khác nhau thì chúng ta có cái tám cái vector điện áp chuẩn. Thì tám cái vector điện áp chuẩn này nếu như chúng ta biểu diễn lên ở trên trên các cái mặt phẳng hệ tọa độ thì ở đây chúng ta thấy là pha u, pha u rồi pha v cạp là hệ tọa độ ba cuộn dây của stator, rồi hệ tọa độ alpha beta trong đó trục alpha trùng với pha u beta. Thì bây giờ tám cái vector điện áp chuẩn này ấy, là thứ nhất là u0, thì u0 là chúng ta thấy là nó không có biến độ bằng không thì như lúc này đã giải thích, và u7 cũng vậy, u7 không có biến độ bằng không. Cho nên U0 và U7 được biểu diễn bằng một cái chấm, một cái điểm ở tại góc tọa độ. Còn U1 đó là 100, 100 đó là pha U là 1, pha U1 là pha U nổi lên giữa nguồn, còn pha V là 0 và pha V kẹp là 0. Thì vậy cái vector điện áp nó nằm U1 này, nó là nằm dọc theo cái pha U. Còn sau đó cái tổ hợp tiếp theo là 110. 110 nghĩa là pha U là 1, pha V là 1 và pha V kẹp là 0. Như vậy cái ở pha U 1 có một điện áp pha pha V 1 thì tổng cái vector tổng của U2, U2 là 110 đó là nó sẽ nằm như thế này. Cảm hiểu ạ. Tương tự như vậy U3 là 0 010, 010 đó là pha U là 0, pha V là 1, pha V kẹp là 0, thì như vậy cái vector nó nằm dọc theo trục V, trục của pha V vì hai cái kia đều bằng 0. Rồi tiếp theo là U4 là 011. 011 như vậy nó có một cái vector ở pha pha V là 1 và pha V kẹp là 1, thì như vậy tổng là U4 này là tổng của hai cái pha đó là sẽ là U4 nó nằm ở đây. Tương tự như vậy U5. Như vậy theo cả em U5 là bằng mấy? Tổ hợp của U5 là gì? Không một Sao lại 01? 3 pha cơ mà. không không một 46 Hả? U5 là mấy? 011 rồi đấy. 011 à? 011 là U4 rồi. Không không một không không một U5 là 001. Đó, là pha U là 0, pha V là 0, pha V kẹp là 1. Nè, 001. U6. U6 sẽ là gì? một không một Rồi 101. U6 tức là nó là nằm ở đây thì nó là tổng của hai cái cả hai cái điện áp là pha U và pha V kẹp đó thì nó sẽ ra U6, còn pha V là bằng 0. Thì vậy là nó là 101. Quay về lại. Như vậy chúng ta thấy là cái các cái vector này gọi là các cái vector chuẩn đó, có 8 cái vector chuẩn. Và chúng ta biểu diễn như vậy tám ở đây tám cái điện áp thì biểu diễn nó thành 8 cái vector như thế này. Trong đó chỉ có 6 vector từ U1 đến U6 là có cái biến độ thôi, có giá trị, có cái độ lớn. Còn U0 và U7 thì không không có biến độ, nên là biến độ nó bằng 0. Thì chúng ta dùng 8 cái vector này, người ta dùng 8 cái vector này để tạo ra một cái điện áp bất kỳ. Như vậy cái tổ hợp cái phát xung ra đây ấy, thì có vẻ thấy nó rời rạc.
Đó là xung cái giá trị số thì rơi rạc vì nó chỉ có 8 cái tổ hợp thôi. Nhưng mà một cái điện áp mà ở đầu ra mong muốn ấy, thì lại là một cái điện áp bất kỳ. Thì làm sao mà 8 cái tổ hợp này, 8 cái tổ hợp xung này có thể tạo ra một cái điện áp bất kỳ được? Bây giờ giả sử như chúng ta cần phải tạo ra một cái điện áp ở đầu ra là UF. Đó. UF là cái điện áp cần phải tạo ra để đặt vào stator của động cơ. Thế vậy chúng ta UF này á, là nó có thể nằm nó nằm trong mặt phẳng này bất kỳ nha. Thì nếu như mà UF này nó thuộc vào cái góc nào đó. Ví dụ mỗi cái góc hợp giữa ví dụ U1 giữa U1 U2 thì nó tám tức là sáu cái vector mà chuẩn này từ U1 U6 này nó chia cái mặt phẳng ra thành sáu cái sector. Sáu sector là sector S1 là nó sẽ là tạo ra bởi U1 và U2, nó nằm giữa U1 U2 này. S2 là tạo ra U2 và U3. S3 là U3 và U4. Đó. S4 là U4 U5 và S5 là U5 U6 và S6 là U6 và U1. Và cái alpha beta thì nó chia cái mặt phẳng ra bốn quarter. Nha, bốn quarter, bốn góc phân tử là Q1, Q2, Q3, Q4. Thế bây giờ một cái vector điện áp bất kỳ, một cái vector điện áp UF bất kỳ thì nó sẽ có thể nằm thuộc một trong sáu cái sector này. Đó. Thì nếu như nó thuộc cái sector nào thì chúng ta sẽ dùng hai cái vector biên của cái sector đó để mà điều chế nên cái vector UF này. Này chỗ này các em hiểu ạ. Ví dụ như UF nó thuộc nếu như nó thuộc sector S1 thì chúng ta sẽ dùng U1 và U2 để mà tạo ra UF. Như vậy cái chúng ta thấy là cái điều kiện để tạo ra UF ở đây là UF nó sẽ phải bé hơn cái vector biên. Bởi vì ở đây nếu tức là nếu muốn tạo ra UF ấy, thì chúng ta thấy rằng UF hoàn toàn có thể phân tích thành hai cái vector thành phần là UR là cái biên bên tay phía tay phải là URight và UL là cái biên ở bên phía tay trái là ULeft. Như vậy UF là bằng tổng của hai cái vector này UR và UL này tổng lại với nhau thì nó thành UF. Nghĩa là nếu như chúng ta tạo ra cái vector UR và tạo ra vector UL thì tổng của hai vector này sẽ là UF. Mà UR thì là chúng ta tạo U1 trong một khoảng thời gian. Bây giờ giả sử như chúng ta gọi cái khoảng thời gian cái sampling time mà để mà tạo ra cái vector điện áp UF này á, là ở đây chúng ta gọi là TP đi. Rồi. Giả sử chúng ta gọi cái khoảng thời gian tối đa để hoàn thành một cái vector điện áp UF này là TP, TP sau. Thì TP sau là cái khoảng thời gian để mà thực hiện cái vector điện áp có mô đun tối đa là 2 phần 3 UDC. UDC là cái điện áp một chiều trung gian. Chúng ta thấy là nếu như chúng ta cái trong cái khoảng thời gian TP sau này mà chúng ta giữ nguyên cái mức logic là U1 thì cái điện áp tạo ra lớn nhất là U1 đó. Còn hoặc nếu như chúng ta giữ nguyên logic là U2, nghĩa là trong toàn bộ khoảng thời gian TP sau này là đây là 110 giữ nguyên độ rộng xung toàn bộ cho toàn bộ khoảng TP sau này thì nó sẽ tạo ra là U2 đúng không? Như vậy bây giờ nếu như mà chúng ta phát xung trong cái TP sau này chúng ta chia ra thành nhiều cái khoảng thời gian nhỏ hơn. Đó là chúng ta tạo ra cái U1 là 100 đó mà giữ cho nó trong khoảng thời gian là TR là cái và sau đó chúng ta lại tạo ra chúng ta lại thay đổi trạng thái của cái xung phát ra là qua U2 là 110 đó và cái U110 đó nó tồn tại trong cái khoảng thời gian là TL
Thì như vậy cái việc mà chúng ta giữ cái chùm chung là ở đây là 100 trong khoảng thời gian TL thì nó sẽ tạo ra UR. Còn và chúng ta cái khoảng thời gian mà phát chung là 110 mà giữ trong khoảng thời gian TL thì nó sẽ tạo ra cái điện áp là UL. Cái này như vậy thì như vậy cái US này nó sẽ bằng UR cộng UL là hai cái biên này nó tạo ra UF bằng cách như vậy. Cảm hình dung ra. Ok. Đầu tiên chúng ta thấy là UH nó có phải bằng UR cộng UL không? Giờ có. Như vậy chúng ta tạo ra UH là bằng cách là tạo ra vector UL và sau đó tạo ra vector UL rồi chưa? Thì mà UR là tạo ra bằng cách là cho cái tạo ra U1 trong khoảng thời gian là TR. Mà U1 trong khoảng thời gian TR nghĩa là sao? Nghĩa là cái xung mà phát ra là 100 mà giữ cái độ rộng xung đó là trong khoảng thời gian là TR. Thì nó sẽ tạo ra UR. Rồi sau đó là phát ra cái xung là của U2 này là một như vậy 110 đó và giữ cái 110 đó trong khoảng thời gian là TL như vậy nó sẽ tạo ra UL và UR cộng UL nó sẽ là bằng UF nha. Thì nó tổng của hai cái vector được tạo ra đó nó sẽ là tạo ra cái vector tổng là UF. Cái này nhiều ra. Có Thì cái TL và TR được tính như thế nào? Như vậy chúng ta thấy là nếu toàn bộ cái khoảng thời gian để mà điều chế thường là một cái chu kỳ lấy mẫu nhỏ ở trong cái tức là trong cái chương trình tính toán thì nó có nhiều cái khoảng thời gian tính toán. Được không? Và trong đó một cái dành cho một cái khoảng thời gian là TP sao để mà là để mà điều chế cái đó là để mà tính toán cái phần phát xung điều khiển cho cái inverter. Thì cái TR này đó, là nó sẽ bằng UR chia cho US max nhân với TP sao. Nghĩa là TR này lại là một cái phần nhỏ của cái TP sao đó, đó. Và cái TR này, này nếu như chúng ta dành toàn bộ cái khoảng thời gian TP sao này mà tạo ra U1 đó, thì nó sẽ là UF max. Rồi, cái biến độ điện áp tạo ra sẽ là UF max là 2/3 UDC. Nhưng mà đây chúng ta không dùng toàn bộ thời gian rồi để chúng ta tạo ra U1 mà chúng ta dùng một khoảng thôi. Chúng ta tạo ra UR nhỏ hơn U1 thì cái khoảng thời gian TR đó là bằng UR, đó, bằng cái biến độ độ lớn của UR chia cho U1. U1 thì độ lớn của U1 cũng bằng chỉnh bằng UF max là bằng 2/3 UDC. Và nhân với TP sao. Như vậy cái tỷ số UR chia UF max này là nó nhỏ hơn 1. Đó, thế nó nhỏ hơn 1. Và nhân với TP sao thì cái khoảng thời gian mà giữ cho cái xung đó TR là được tính như vậy. Tương tự như vậy, sau đó chúng ta lại chuyển mạch lại thay đổi cái phát xung. Tức là sau đó chúng ta lại chuyển cái tổ hợp logic từ 100 thành là 110 và giữ trong khoảng thời gian TL thì TL này nó lại bằng là UL độ lớn của UL chia cho UF max nhân với TP sao thì thực ra là cái này nó bằng là UL chia cho U2 biến độ U2 mà biến độ U2 cũng bằng biến độ U1 và bằng UF max bằng 2/3 UDC. Như vậy cái tỷ số này nó cũng nhỏ hơn 1 nhân với TP sao.
Cần hình dung ra. Dạ rồi. Thì bây giờ trong này á, chúng ta thấy là TP sao là đã có, đúng không? TP sao là do chúng ta khi chúng ta viết chương trình là chúng ta chọn, đúng không? Chúng ta cái sample length time của cả cái chương trình và cái sample length time của từng cái phần ở trong đó là chúng ta xác định, chúng ta chọn để chúng ta làm. Thì về TP sao này là đã biết, UF max cũng đã biết, đó. Tức là biên độ của các cái vector điện áp chuẩn này đều đã biết 2 phần 3 UDC. Nhưng mà cái UR và UL thì bây giờ ở đâu ra? À, như vậy để mà tính TR và TL thì phải có UR và UL. Đó. Mà UR và UL hoàn toàn tính được bởi vì là chúng ta có UF. UF nếu ở đây nếu như chúng ta có UF nghĩa là cái điện áp, điện áp bây giờ anh cần tạo ra điện áp là bao nhiêu? Thì cái điện áp đó là chúng ta biết, điện áp đó là U U sao. U sao T là kết quả tính ra của gì? Cái U hạt sao, cái U hạt mà mong muốn cần phải tạo ra này là được tính ra bởi cái gì? Bởi bộ điều khiển. Đúng rồi, bởi bộ điều khiển, rồi bởi các cái thuật toán điều khiển trước đó. Tức là chúng ta trước đó chúng ta đã viết cái chương trình nó tính từ chuyển đổi sang hệ tọa độ DQ rồi nó tính toán ra một cái điện áp mong muốn là bao nhiêu. U sao là bao nhiêu? Thì như vậy cái U sao đó là một cái điện áp, nó trong đó nó bao gồm cả tần số và pha, biên độ tần số và pha. Cho nên về biên độ là cái độ dài của cái cạnh này là chúng ta biết và góc pha là chúng ta có. Thì về cái khi mà có cái thông tin đó, có góc pha và có cái độ chiều dài của cái này thì chúng ta tính ra được UL và UR. Trong cái tam giác này thì tính ra UR và UL. Có. Có. À, thì như vậy chúng ta thấy là có đầy đủ thông tin để mà tính ra các cái TR và TL này. Thì vậy cái việc mà tôi giảng là trên cái sơ đồ đấy nó thể hiện đây, nó U1 và U2 là hai cái vector trạng thái logic. Đã được cho ở cái bảng logic. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta điều chế ra cái vector UF, vector UF là cái giá trị điện áp mong muốn, cần phải điều chế ra, điều khiển để tạo ra, thì phải xác định cả cái khoảng thời gian TR và TL. Như vậy chúng ta thực hiện UF là quy về việc là thực hiện U1 và U2 trong khoảng thời gian TR và TL. Như vậy U1 sẽ thực hiện trong khoảng thời gian TR và U2 thực hiện trong khoảng thời gian TL. Thế vậy cái công thức tính trong cái công thức tính TR và TL đó thì chúng ta thấy là chúng ta cần phải xác định được các cái module, các cái vector biên là biên phải và biên trái đó. Là UL rồi thì như vậy cái điều kiện để xác định UL và UR là vector UF phải phải xác định tức UF phải được cho được cả về cái module và lẫn cái góc pha đó. Tức là UF này phải biết, phải biết cả module, module là chính là cái độ lớn, cái chiều dài của cái cạnh này và cái góc pha này. Thì hai cái này hoàn toàn có được bởi vì đây là kết quả tính của cái bộ điều khiển đó, của các cái thuật toán điều khiển. UF chính là kết quả tính toán của cái thuật toán điều khiển. Như thông thường ở cái kỹ thuật tương tự á, là cái UF này trong tính toán là chuyển đổi DAC. Rồi, tức là số sang tương tự rồi ra ngoài rồi qua một cái mạch điều khiển tương tự để phát, nhưng mà đây là ở đây chúng ta thấy là làm luôn ở trong phần mềm. Cái tính toán này nó là một cái chương trình luôn ở trong cái phần mềm. Như vậy tiếp tục con phải xét đến, tức là bây giờ TR cộng TL này là nó chưa hết cái khoảng thời gian TP sao. Thì bây giờ cái khoảng thời gian còn lại thì sử dụng như thế nào? Bây giờ chúng ta thực hiện cái tổ hợp là biến ví dụ trong trường hợp sắp tới S1 đó, chúng ta thực hiện tổ hợp logic là 100 trong khoảng thời gian là TR. Sau đó chúng ta thay đổi trạng thái logic của cái đầu ra là chuyển sang là 110 trong khoảng thời gian TL. Nhưng mà vẫn chưa hết, vẫn bây giờ TL cộng TR này nó vẫn là nhỏ hơn TP sau. Thì cái khoảng thời gian còn lại làm gì?
nó vấn đề, bởi vì nếu như khoảng thời gian còn lại mà anh lại thực hiện một cái tổ hợp, khoảng thời gian còn lại không thể nào không làm gì được đâu, vẫn phải cái tín hiệu súng vẫn phải phát ra. Và cái như vậy cái tổ hợp logic mà đưa ra đó, nó nếu như mà nó bằng lại U1 hoặc U2 thì nó lại làm thay đổi mất cái độ lớn đó, cái độ lớn của ULR, và nó làm cái điện áp ra là khác đi. Đó. Thế thì bây giờ cái khoảng thời gian còn lại đó được làm gì? Đó, thì chúng ta phải phát ra một cái tổ hợp xung mà nó không hề làm thay đổi gì biên độ của cái vector điện áp. Thì đó chính là tổ hợp xung gì? 100. Đó là 100, 100 là U1 à? 001. 100. À, em nào vừa nói 000 đó. Em thế. À, thì hoàn toàn chính xác. À, tức là chúng ta tạo ra cái điện áp mà nó không ảnh hưởng gì đến biên độ thì đó chính là gì? U0 hoặc là U7. À. Thì bây giờ anh đó, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến biên độ, bởi vì chúng ta thấy là chúng ta tạo ra UR là bằng cách là phát xung ra đây là U1 trong khoảng thời gian TL, đúng không? Là 100. Bây giờ sau đó lại thực hiện UL là bằng cách phát ra là thay thành 100 thành 110 thì tạo ra UL trong khoảng thời gian TL. Như vậy sau hết cái khoảng thời gian TL đó, là như vậy cái tổ hợp là UL và UR nó đã tạo ra UL, đúng không? Nhưng mà vẫn còn khoảng thời gian còn lại, nghĩa là TP sao trừ hai cái tổng hai thời gian đó vẫn chưa hết. Thì như vậy nếu như anh thực hiện lại giống như có mấy em vừa trả lời đó, 100 hoặc là 110 thì nó lại chỗ cái, nếu như em thực hiện 100 thì chỗ này nó phải dài ra thêm không? UR này nó phải dài ra thêm không? Dài ra thêm thì như vậy UR này nó có phải bằng như thế này nữa không? Và nó sẽ thay đổi gì chứ? Hoặc là một em khác lại trả lời là 110. 110 thì như vậy UL này nó sẽ dài ra thêm. Đúng không? Nó thay đổi về về cái biên độ thì như vậy UR nó lại thay đổi. Cho nên là cái nhưng mà em mà trả lời không 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 là đúng, bởi vì nếu như anh phát ra không không thì nó có thay đổi gì về biên độ không? Không 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 là nằm ở đâu? Nằm ở gốc toàn bộ. À, gốc là một cái điểm thôi, nó không hề thay đổi gì về biên độ điện áp ra hết đó. Như vậy cái khoảng thời gian còn lại đó anh phải chuyển, giả sử như bây giờ anh thực hiện UR trước, sau đó anh đến thực hiện UL, đúng không? Anh phát ra là 100. Sau đó sau cái khoảng thời gian, sau cái độ rộng là TL thì thay đổi phát xung là ra là chuyển sang là 110. Và tồn tại nó cái trong khoảng thời gian TL. Rồi sau đó là chuyển ra phát xung, chuyển sang từ 110 sang 000. Thì nó không thay đổi gì hết, đó, cái độ lớn của biên độ không thay đổi gì hết và vẫn là UL. Hoặc là anh không phát ra không không anh có một cách khác là phát ra 111. Đúng không? 111 thì nó cũng không thay đổi gì về cái độ lớn này. Cảm hình dung ra. Dạ hiểu chưa? Đã rồi ạ. Rất dễ đúng không? Cái này không có gì khó hết so với tôi nghĩ cái kiến thức lớp 12 các em học vector bắt đầu hoặc là học toán rồi, cái này nó rất là dễ. Có theo dõi hay không thôi. Đơn giản có theo dõi hay không thôi. Nếu như các em theo dõi thì hiểu liền những cái gì. Rồi thì như vậy đó là cái câu hỏi thứ nhất thì chúng ta đã trả lời đó, khoảng thời gian còn lại TP sao trừ TR còn TL được sử dụng vào mục đích gì. Cái câu hỏi thứ hai là bây giờ là chúng ta như vậy, chúng ta trong quá trình phát xung chúng ta thay đổi cái phát xung ra đúng không? À, như vậy giờ, ví dụ như trong trường hợp này ở sector S1 là anh phát ra là 100. Là để thực hiện U1 trong khoảng thời gian là TR, rồi sau đó anh chuyển sang phát là 110 trong khoảng thời gian TL, rồi sau đó anh thực chuyển sang là phát 000 hoặc là 00 hoặc là 111 trong khoảng thời gian còn lại. Thì bây giờ thực hiện cái nào trước? Rồi, bây giờ thực hiện U1 trước, tức là UL trước rồi sau đó mới đến UR. Tức là anh thực hiện cái này trước rồi anh chuyển qua đây. Rồi anh mới chuyển qua cái phần còn lại đó.
hay là em thực hiện cái UL trước rồi em chuyển sang UR rồi và thực hiện cái vector 0, à vector mà biến đổi bằng 0. Thì vậy chúng ta thấy rằng là cái thứ tư á, là nó có thay đổi gì cái kết quả điện áp ra không? Đó không ạ. À không hề thay đổi. Được. À, em thực hiện cái nào trước được, nó không thay đổi gì cả. Yeah, không thay đổi cái miền đó anh phạt ra đúng cái xung và cái tồn tại trong khoảng thời gian đúng cái khoảng thời gian đã tính toán đó. Chúng ta cái độ rộng xung. Yeah. Xung chúng ta thể có hai thông tin, thứ nhất là cái mức logit của xung và thứ hai là cái độ rộng của xung. Yeah. Thì cái độ rộng của xung thì tính là cái thời gian ở đây, tồn tại đây. À, thì vậy chúng ta thấy là cái thứ tư đó nó không thay đổi gì hết, nhưng mà chúng ta sẽ phát xung như thế nào để mà các cái van nó chuyển mạch ít nhất. Được, cái số lần chuyển mạch của các cái van là nó ít nhất. Thì chuyển mạch ít nhất thì nó, cái van nó sẽ lâu hỏng. Được, cái van chúng ta thấy là nó có cái độ bền, mặc dù là không có tiếp điểm nhưng mà cái số lần đóng cắt của nó là nó cũng có giới hạn, chứ nó không phải là vô hạn. Cái học điện tử cũng sẽ cảm biết đó. Khi chọn van chúng ta có cái số cái độ bền, cái độ số lần đóng cắt đó. Rồi mặc dù đồng cấp tên số cao nó có thể đến hàng trăm nghìn lần đó, nhưng nó sẽ hỏng. Thứ hai nữa là nếu như anh chuyển mạch nhiều á, là nó sẽ bị tổn hao. Khi chuyển mạch nó bị tổn hao, rồi chuyển mạch nó có những cái vấn đề như là cái trễ, nó không phải là ngay lập tức nó mở ra ngay lập tức được, mà nó có cái độ trễ, cái thời gian mở, thời gian đóng. Cho nên nó có những vấn đề như vậy, cho nên chúng ta trong cái điều khiển á, anh phải làm sao mà chuyển mạch ít nhất. Còn cái thuật toán của anh đưa ra, cái thuật toán mà chúng ta tính toán đưa ra để mà đưa ra một cái thuật toán mà nó điều khiển các cái van là chuyển mạch ít nhất. Đó. Ít số lần chuyển mạch nhất. Cảm hiểu ạ? Như vậy là chúng ta trả lời câu hỏi số 2 này. Đó, chúng ta đã trả lời câu hỏi số 2 đó. Bây giờ thực hiện theo trình tự nào? Đó, trình tự nào? Vector nào trước, vector nào sau? À, thì chúng ta thực hiện theo trình tự như thế nào để cho cái số lần chuyển mạch là ít nhất? Các em hiểu ạ? Được chưa? Đã rồi ạ. Như vậy ở đây chúng ta thấy có một số cái thứ tự. À, như vậy UAS là em thực hiện UR trước rồi sau đó đến UL, rồi em thực hiện U0 hoặc U7. Yeah. Mà thực hiện UR trước nghĩa là em thực hiện U1 trong khoảng thời gian TR trên TP sau. Sau đó em thực hiện U2 trong khoảng thời gian TL trên TP sau. Và sau đó em thực hiện là TP sau, cái khoảng thời gian còn lại là em sử dụng để tạo ra U0 hoặc là U7. Yeah. Hoặc là ngược lại, hoặc là tức là U2 trước rồi đến U1 rồi đến U0 hoặc U7. Yeah. Thì như vậy nó có những cái trình tự như vậy đó. Ta bây giờ trong cái khoảng thời gian này chúng ta hoặc là chúng ta thể chia cái khoảng thời gian mà còn lại đó, thời gian mà thực hiện ra TP0 chia làm hai phần đó. Một phần là thực hiện U0 và một phần thực hiện U7, thì hai cái hai đầu này nó không ảnh hưởng gì đến cái biến đổi. Được, 0001111 nó không hề làm thay đổi gì cái biến độ điện áp đầu ra. Không làm ảnh hưởng đến điện áp ra. Nhưng mà cái U1, U2 ở đây nó sẽ làm thay đổi. Thì bây giờ có thứ tự là U0 để U1, U2, 7 hay là U7, U2, U1, U0. Thì vậy chúng ta ở đây chúng ta chuyển mạch. Anh chọn cái thứ tự làm sao mà chuyển mạch ít nhất. Chúng ta thấy ở đây là bây giờ giả sử chúng ta thực hiện là thứ tự, theo thứ tự giả sử U ở đây U0, U0 sẽ là 000. Yeah. Như vậy khoảng thời gian không không ở trước này nó không ảnh hưởng gì đến cái biên độ hết. Yeah. Rồi sau đó anh thực hiện U1 trong khoảng thời gian TR. Yeah. Vậy bắt đầu trong cái khoảng thời gian điều chỉnh TP sau là anh thực hiện là T1 trong khoảng thời gian là U1 trong khoảng thời gian TR, nghĩa là xung phát ra đây là pha U là 1, pha V là 0, pha V kẹp là 0. Tổ hợp logit cái xung chúng ta đưa ra là 1, 0, 0. Và tồn tại cái độ rộng xung này trong khoảng thời gian TR. Sau đó là chuyển sang trạng thái logit là 1, 1, 0.
Thì ở 1-1-0 như vậy pha U có gì thay đổi không? Pha U đây là 1, đây cũng là 1, thì vậy pha U có chuyển mặt trận. Dạ không. À, không có chuyển mặt. Nhưng pha V từ 0 mà lên đây là 1 thì pha V phải chuyển mặt một lần. Đó, à, pha V phải bật lên, nhưng mà chúng ta thấy là cái mà học bên điện tử cũng xuất rồi, không phải cái sườn nó lên thẳng đứng như thế này. Đúng không? Khi anh nên thay đổi đương nhiên nó có một cái trễ, t mất thời gian, t on rồi t rise. Nhưng mà pha U phải chuyển mặt từ 0 lên 1. Còn pha V là 0, thì vậy pha V à pha V cap là 0, thì vậy pha V cap không phải chuyển mặt gì. Là về thực hiện U2. Bây giờ thực hiện, sau đó là thực hiện U7 nhá. Thì ở đây có hai lựa chọn, một là anh thực hiện U0, hai là anh thực hiện U7 nhá. Thì thực hiện U0 hay thực hiện U7 thì kết quả nó đều giống nhau, bởi vì là hai cái này là biên độ nó đều bằng 0. Nhưng mà đây là chọn thực hiện U7, vì sao? Vì sao? Hạn chế chuyển mạch. Đúng rồi, để hạn chế chuyển mạch. À, chúng ta thấy nếu như chúng ta thực hiện ở đây là U0 ấy, là pha U này nó phải chuyển từ 1 về 0, rồi pha V chuyển từ 1 về 0, đó, pha V cạp có thể giữ nguyên. Là như vậy mất hai cái pha này phải chuyển mất hai lần đó, như vậy pha thằng này chuyển mất. Nhưng mà nếu như thì chúng ta thực hiện ở đây là 110 à 111 tức là U7 ấy, thì là pha U là không phải chuyển mất gì cả. Đó, vẫn giữ nguyên mức clorid là 1. Pha V cũng phải chuyển mất gì cả, vẫn giữ nguyên mức clorid là 1, chỉ có pha V cạp là chuyển từ 0 lên 1 thôi. Đó, số lần chuyển mất rồi nó ít hơn. Sau đó bây giờ một là cái như vậy xong xong cái việc xong cái thứ tư này là anh đã tạo ra U vẹt rồi. À, chúng ta tạo ra U vẹt. Nhưng bây giờ cái ngày nay cái tốc độ vi điều khiển vi xử lý nó cao. Cái khả năng tính toán nó rất lớn, cho nên là cái nó tính toán trong khoảng thời gian rất là ngắn. Nó tính toán rất nhanh. Thì như vậy người ta thực hiện cái U vẹt này hai lần. À, như vậy chúng ta tạo ra vector U vẹt trong khoảng thời gian TP sau. Sau đó lại tạo lại cái vector UF này cũng y vector này trong khoảng thời gian TP sau nữa. À, thì vậy cái kết quả cuối cùng vẫn là gì? Trong toàn bộ thời gian hai cái thời gian đó thì cái kết quả đầu ra vẫn là UF. Cảm hiểu ạ? Như vậy cái ở đầu chúng ta tạo lại một lần nữa UF. À, nhưng mà khi tạo ra cái kết quả vẫn ra UF, nhưng mà cái thứ tư lại đổi lại. Tức là bây giờ bên này để ở đây U7 thì lại tiếp theo là U2 trong khoảng thời gian TL, rồi U1 trong khoảng thời gian TR và sau đó về lại U0 trong khoảng thời gian là T0. Như vậy ở đây tạo ra U2 thì U2 là 110 thì pha U không có gì thay đổi. Yeah, không chuyển mạch, pha V cũng không cũng là 1 không chuyển mạch, nhưng mà pha V kẹp là chuyển từ là 1 về 0. Rồi sau đó là thực hiện U1 thì U1 là 100, 100 thì như vậy pha U không có chuyển mạch. Pha V là chuyển mạch từ 1 về 0 và pha V cạp là vẫn là 0. Rồi sau đó thực hiện thời gian còn lại thực hiện U0 thì U0 là 0. Thì vậy pha U là phải chuyển mạch từ 1 về 0. Thằng V cạp V giữ nguyên và V cạp giữ nguyên. Như vậy kết quả của hai cái lần này vẫn bên này UF thì tổng tức là toàn bộ cái khoảng thời gian tồn tại ở đầu ra vẫn là UN. Rồi sau đó qua cái chu kỳ tiếp theo thì có thể theo do kết quả tính toán của cái thuật toán điều khiển nó đưa ra là UN sau là bao nhiêu thì cái này nó lại tính lại. Tùy theo UN sau đấy nó nằm trong cái sector nào thì nó lại dùng hai sector biên để mà điều chỉnh, thì như vậy cái kết quả phát sinh ra đấy nó sẽ lại khác. Cảm hiểu ạ? Cái này nhiêu ra? Đã rồi ạ. Như vậy chúng ta thấy là cái việc mà tính toán phát xung này, nó cái việc tính toán và đưa ra cái xung ở đầu ra ở cái chân của vi điều khiển nó rất phù hợp để mà lập trình trong các cái vi điều khiển và chúng ta đưa ra trên
cả em làm vì điều khiển là cả em thấy trên các cái chân là chúng ta đưa ra tín hiệu các cái output các cái cổng của nó là 0 hay là 1 và giữ nó tồn tại trong khoảng thời gian bao lâu. Và như vậy cái phương pháp này là một phương pháp số. Đó là các cái xung này chúng ta tính toán ra các cái tổ hợp logic cái số nhị phân. Thì cái thuật toán là nó rất là linh hoạt, đấy không phải là cách duy nhất. Nó rất là sáng tạo và không cần phải thay đổi gì về mặt phần cứng hết. Về mặt phần cứng là cái mật nó vẫn như thế này. Nhưng mà bây giờ anh thay đổi cái phát xung là anh tính toán bằng phần mềm. Bằng phần mềm là đưa ra đây cái tín hiệu xung. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây cái ở đây có thể chúng ta lại làm có thể làm cách khác. Được không? Cái thứ tự nó có thể thay đổi đi nhưng mà vẫn giữ nguyên kết quả. Được không? Và tối ưu cái số lần chuyển mật. Anh hình như là thì trong mỗi cái sector chúng ta có thể tương tự như vậy, nếu như mà cái vector UAD nó nằm ở sector S2. S2 thì là U2 U3. Đó, thì chúng ta lại xây dựng một cái công thức tính. Đó, và cái xung phát ra nó như thế này. Và trong đó TR và chúng ta chỉ thay đổi cái khoảng thời gian thôi. Thực ra đây cái xung nó giữ nguyên, chỉ có cái TR và TL nó thay đổi thôi. Đó. Nếu như rơi vào S2, rơi vào vector của S5 nằm trong sector S2 thì cái logic là nó như thế này. Nhưng mà cái khoảng thời gian TR và TL nó sẽ khác. Đó. TR và TL nó phụ thuộc vào gì? Vào cái biên bên trái và biên phải. Và biên trái biên phải này nó phụ thuộc vào góc pha và độ lớn của cái quạt. Như vậy cả anh hình dung đó. Về các cái điện ảo, nếu như một cái vector UAD mà nó nằm trong cái sector S1 thì cái logic phát ra nó vẫn thứ tự nó y như thế này, nhưng mà nó chỉ khác nhau cái gì? Nó khác nhau cái gì? Vừa nói xong. Tí à, khác nhau cái T thôi, cái độ rộng súng thôi, đó, cái khoảng thời gian này thôi. Trong S2 vậy, đó. Cái tổ hợp logic chúng ta tính được, chúng ta tính ra cái chuyển mật cái logic là nó như này, nhưng mà cái khoảng thời gian TR TL T0 T7 nó sẽ khác. Nếu như UAD nó nằm thế này hay là UAD nằm chết qua một tí. Nằm chết qua một tí rồi dài hơn một tí thì cái cả cái khoảng thời gian này nó khác và nó làm cái xung này nó cũng bị dịch đi một chút. Như vậy những cái này là trong công thức nó có sẵn hết rồi. Thế ra chúng ta nói chúng ta nhưng mà trong các cái vị tiền bộ đi trước nghiên cứu về công ty nó làm sẵn hết rồi. Nó làm sẵn hết tất cả cái này. Chúng ta thấy có kết quả đây rồi đúng không? Và có những cái cách phát xung khác thì trong mỗi con vi điều khiển ấy, khi chúng ta mua con vi điều khiển là nó có sẵn những cái này rồi. Đúng không? Nó có sẵn cái chương trình này. Chúng ta chỉ đưa vào thì cái lập trình chúng ta tính toán và chúng ta như vậy nó sẽ làm thay đổi cả cái T này thôi, cả cái khoảng thời gian. Và như vậy ở đây có 6 sector thì nó có 6 cái chương trình con. Trong mỗi cái sector thì nó có sẵn công thức tính. Chúng ta có sẵn công thức tính như thế này. Như vậy chúng ta khi thuật toán điều biến độ rộng súng, chúng ta từ cái kết quả tính toán của bộ điều khiển U sao ở phía trước thì chúng ta chỉ cần dùng cái lần if để so sánh, để kiểm tra xem thử là UAD nó thuộc sector nào. Thì thường kiểm tra ở góc pha, đúng không? Xem nó thuộc sector nào. Và nếu như nó thuộc sector nào thì chúng ta dùng hai cái vector biên của sector đó để mà tạo ra. Và nếu như nó thuộc sector nào thì ở đây chúng ta đã có sẵn cái chương trình con hay là cái công thức cho cái sector đó. Các anh hình dung là hiểu. Như vậy cái phương pháp này là một cái phương pháp rất là hiệu quả, rất là dễ. Đó, rất là dễ thực hiện và rất là phù hợp cho việc dùng trong các cái vi điều khiển. Cảm thấy dễ không ạ? Đó, chỉ phát ra đây xung thôi. Các em làm vi điều khiển nó hết rồi đúng không?
nên cái này là cái biến tần cơ bản nhất à, chúng ta học đang học cái cơ bản nhất, và trên cái việc mà hiểu cái kiến thức cơ bản này ấy, thì các em mới đọc các cái tài liệu rồi hoặc là các em làm những cái đề tài gì thì nó thường nó không 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 dễ như thế này, nó sẽ có thêm, nhưng mà nếu như không hiểu cái này thì đọc những cái kia nó rất là khó đó. Nhưng mà cái đây đang học vỡ lòng thì nó dễ đó. Nhưng mà các cái hàng thường nó có thêm những cái kỹ thuật của nó vào. À, thì trên cơ sở chúng ta hiểu cái cơ bản này, chúng ta hiểu cái của người ta làm. Như vậy chỗ này được chưa? Các em có gì thắc mắc không? Có hiểu ạ? Dạ có. Như vậy ở đây là cái khoảng thời gian mà tính toán á, TP này chúng ta thay đổi được. Thì nếu như em mà khoảng thời gian này càng nhỏ thì như vậy cái trong này cái tốc độ chuyển mạch nó càng nhanh. Cái tần số cái thời gian này thì nó liên quan đến cái tần số nữa. Chu kỳ theo bằng 1 trên F. Nếu như mà cái khoảng thời gian càng nhỏ thì cái tần số càng lớn. Khoảng thời gian lớn thì tần số nhỏ đó. Thì chúng ta thấy là nếu tần số mà càng cao á, tức là cái khoảng thời gian này tính toán càng nhỏ thì cái chất lượng điện áp ra nó càng tốt. Đây là tần số 2,5 kHz, thì cái điện áp và dòng điện, hai đường này, một đường điện áp, đường dòng điện là nó có còn có một ít cái răng cưa, nó có những cái thành phần sóng thai. Nhưng mà nếu như tần số cao thì cái chất lượng nó tốt hơn, gần như không có cái răng cưa. Thì cái này nó sẽ bị giới hạn bởi cái khả năng đóng cắt của các cái van bán nhiệt. Các cái van bán nhiệt nó có cái tốc độ, nó có cái tốc độ và cái độ bền. Nếu như anh đóng cắt thì anh ra lệnh đóng cắt nhấn là nó có thực hiện nhấn nổi không? Thì vậy nó cũng có chất lượng và đi thì cùng với cái giá thành của cái van đó. Rồi ngoài ra ngày nay thì cái kỹ thuật bán dẫn về các cái mạch van thì nó rất là càng ngày nó càng có chất lượng cao. Thì cho nên những cái biến tần hoàn toàn có khả năng tạo ra những cái điện áp ra và dòng điện về chất lượng rất tốt. Nhưng mà nó cũng đi cùng với cái giá thành. Như vậy đó là cái toàn bộ cái nội dung về điều chế vector không gian. Như vậy chúng ta thấy là chúng ta có tất cả ba cái phương pháp điều khiển cái inverter. Thì trong công nghiệp nó chỉ dùng hai cái thôi, dùng cái điều biến đồ rồng xung PWM, thì cái này các em quá gần rồi, các em học trong điện tử công suất rồi, các cái vi mạch đồ nó đều có đó. Và cái này nó rất là lâu đời. Điều chế vector không gian thì nó cũng, cách đây cũng rất là lâu rồi, chắc phải 50 năm rồi. Nhưng mà hai cái này thì về cái độ phổ biến ấy, là cái PWM nó phổ biến hơn, bởi vì là cái thằng này nó trong các lịch sử nó lâu hơn, được dùng nhiều hơn, rồi các cái IC nó có sẵn rất là nhiều. Nhưng mà điều chế cái vector không gian ấy, thì thường nó đi cùng và nó thực hiện trong phần mềm đó, trong vi điều khiển nhiều hơn. Bên này PWM thì nó thực hiện bằng cả kỹ thuật tương tự, bởi vì nó đơn giản, nó dùng nhiều bởi vì nó rất là đơn giản, chỉ so sánh thôi. Còn bên này phải tính toán, phải có mặt tính toán, cho nên thường nó thực hiện bằng phần mềm ở trong vi điều khiển. Về cái và nó gắn với những cái hệ chất lượng cao đó, như và trong cái điều khiển truyền động điện. Và cái về cái chất lượng thì cái điều chế vector không gian này nó có cái chất lượng tốt hơn. Có chất lượng điều khiển tốt hơn, cái điện áp tạo ra nó ít sóng hài và nó xịn hơn. Tuy nhiên về nó sẽ về cái biên độ nó bị hạn chế về cái biên độ, nó không bằng cái PWM. Về cái biên độ chúng ta thấy là cái UH này là nó lớn nhất, nó chỉ bằng cái vector biên của U1 U2 thôi. Ở đây U1, U2 cộng lại ra UH thì hai thằng vào năm hay thế này thì chắc chắn UH nó sẽ nhỏ hơn U1, U2 đó. U1 lớn nhất, UH lớn nhất khi mà nó trùng với cái U1 đó, hoặc là trùng với U2 và đó, nó trùng và nó toàn bộ khoảng thời gian để chúng ta chỉ dùng để tạo ra UH này.
nên là cái giá trị UHD max nó chỉ bằng 2/3 cái UDC thôi. Điện áp UHD lớn nhất 2/3 cái điện áp một chiều trung gian. Nó bị giới hạn bởi cái giá trị điện áp một chiều trung gian này. Ngoài ra nó sẽ bị giới hạn bởi, tức là thực tế nó là cái vòng tròn nội tiếp đó, bên trong của một cái lục giác. Chúng ta thấy này, chúng ta nối đỉnh của các cái vector này lại thì nó sẽ tạo thêm cái hình lục giác. Cho nên cái biểu tượng của cái phương pháp điều chế vector không gian là cái hình lục giác đó. Thì để mà hiểu hơn về cái phương pháp điều chế vector không gian này thì các em gõ lên Google là đó, support vector machine PWM hoặc là điều chế vector không gian thì nó ra rất là nhiều. Các em thấy cái kiến thức này nó rất là phổ biến đó. Và đây là cái dễ nhất, nghĩa là các em thấy có rất nhiều kỹ thuật chứ không phải là chỉ đơn giản như thế này. Đây là do chúng ta học vỡ lòng cho nên là cái này là cái dễ nhất. Rồi, nếu như các em hiểu rồi thì mời các em nghỉ giải lao. Và các em lưu ý cái phần bài tập. Đó, tôi đã giao ở trong.